Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, cho em Toàn gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả mọi người nhé. Cho em Toàn gửi lời chúc buổi tối thật là vui vẻ đến tất cả mọi người đã xem video của em. Hey, hôm nay em có một em Bình này, là em Bình của Kutani. Em Bình này là tuổi đời là nó khá là sâu đời rồi. Thì nó khoảng chắc chắn là nó khoảng từ năm 1700 mọi người nhé. Nó còn có khả năng là nó còn sẽ sâu tuổi hơn. Đấy, em Bình này rất là đẹp luôn, họa tiết vẽ tay phun Bình nhá mọi người nhá. Đấy, em cho mọi người xem cái chuyện đó, mọi người cho mọi người cùng sưu tập gốm, mọi người nhìn cái chuyện là mọi người đã biết rồi. Đây mọi người, chuyện đẹp không mọi người? Đấy, chuyện xanh, mọi người nhìn cái chôn nó quá là đẹp luôn, quá là tuyệt vời luôn. Cốt gốm cốt cứng nhá mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Đây em cho mọi người xem. Đây mọi người xem này. Mọi người thấy đụng cái men dạn của nó đẹp không mọi người? Đấy, tình trạng len keng xà beng luôn, lành tít nhá mọi người nhá, không có một lỗi lầm gì cả với em Bình này, rất là đẹp luôn. Vậy em xin phép là em kéo gần lại để em quay cho mọi người xem cái họa tiết của em Bình. Đấy, bây giờ em sẽ quay cho các bác cùng xem chiêm ngưỡng cái họa tiết của em Bình này nhé mọi người nhá. Bức tranh chính của nó là vẽ về ngôi làng này mọi người. Đấy. Đây này, nó vẫn còn cái mã số của ngày xưa lâu lắm rồi mọi người. Đây, cái chữ ký hiệu gì cái này thì em không biết. Em nó còn ở Bình thì em vẫn cứ để ở Bình thôi, em cũng không bóc ra làm gì cả. Đây mọi người ấy, nhìn cái con chim Phượng Hoàng ngày xưa họ vẽ trông rất là hay phải không mọi người? Này, em thấy là em Bình là xứng đáng để mọi người sưu tầm đấy mọi người ạ. Một em Bình Kutani chuyện xanh sâu đời như một em Bình này mà lành tít như này thì không có lý do gì mà quý anh chị mà ưng mà còn ngận ngự gì mà không liên hệ với em. Anh chị nào ưng thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Bây giờ em xin phép là em báo kích thước cho mọi người. Chiều cao của em Bình này là chiều cao của em Bình này là 48 mọi người nhé. Chiều cao 48 em xin ở đây. Chiều cao 48. Vòng bụng 80 mọi người nhé. Vòng bụng 79. 79 số rất là đẹp luôn. Thấy mọi người này. Vòng bụng 79. Em đo miệng nữa. Miệng nó 15 nhé mọi người nhé. Miệng 15. Đấy, đây, ta ta. Miệng 15. Bình trong tình trạng lành tít. Mọi người mà ai mà muốn nhu cầu sưu tầm em Bình cổ này về. Con này nó không phải là xưa nữa. Em gọi là Bình cổ luôn rồi mọi người. Đấy, Bình chuyện xanh này. Rất là sâu đời rồi chứ không phải là hàng mới. Hàng này là hàng trên 200 năm tuổi rồi. Đây có đôi chim uyên ương này, đứng ở trên cây đào này. Cái bình này rất là ý nghĩa luôn mọi người. Chim uyên ương lại đào. Đấy. Nếu anh chị nào mà ưng ý em Bình này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo ở 0962 949 668. Thôi, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Một lần nữa cho em Toàn xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý anh chị và các bạn đã xem video của em Toàn. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé.